Thưa quý vị, hòa cùng không khí phấn khởi, tự hào khi Đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng đang nô nức đón chào Tết cổ truyền dân tộc năm Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 25 năm thành phố trực thuộc Trung ương và 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức Hội Xuân Yêu Thương năm 2022. Đến dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Ngày hội diễn ra với các hoạt động chính gồm khai hội bánh chưng xanh, gian hàng ngày Tết, chương trình Mẹ đỡ đầu với mong muốn tái hiện, lưu giữ nét văn hóa Tết cổ truyền dân tộc. Ban tổ chức sẽ dành một không gian để đại biểu trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tết. Tại đây chúng ta sẽ được các chị em hội viên phụ nữ cùng các chiến sĩ bộ đội biên phòng trực tiếp hướng dẫn thực hành gói và nấu những chiếc bánh chưng theo cách cổ truyền. Đây là nội dung được nhiều đại biểu mong chờ vì cuộc sống đô thị lâu nay khiến việc gói bánh chưng trở nên xa lạ. Em cũng thấy rất là ý nghĩa và cũng thấy rất là vinh dự khi mà rất là thấy vui khi mà mình được mời để tham gia một cái chương trình hội xuân như thế này. Nó làm cho mình cảm nhận được cái không khí Tết nó đang tới gần với mình hơn. Cũng trong sáng nay, 200 chiếc bánh chưng gói ghém tình cảm yêu thương của phụ nữ Đà Nẵng sau khi gói và nấu chín sẽ trao tặng đến cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hành động ý nghĩa của phụ nữ Đà Nẵng với mong muốn tái hiện và lưu giữ nét đẹp trong văn hóa dân tộc, đồng thời cùng chung tay sẽ chia phần nào những lo toan với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn để họ có một mùa xuân ấm áp và hạnh phúc.